kia mình vẫn phải chọn mà. Khách hàng đến mua nâng gói, hôm nay khách hàng vừa mới bán dế. Bán dế, thu mua dế của Tranh Tránh Xuân, sau đó thì lên trại để mua trứng dế thêm nâng lên gói. Đây Tranh Trại đóng dấu đỏ. Đóng dấu đỏ ký kết hợp đồng vào các cái định mức thu mua cho bà con. Được rồi, rồi. Có hợp đồng ký kết rõ ràng và lưu số điện thoại cho khách hàng để chúng tôi quản lý được khách hàng mua ngày nào tháng nào, mua số lượng bao nhiêu đấy, để thu mua cho bà con lâu dài đấy. Chúng tôi chỉ lưu khách hàng ở, ví dụ như là khách hàng này là ở đâu nhỉ, 99 Bắc Ninh hay Hưng Yên nhỉ đấy. Sau đó thì đây là hai bạn này chở ghế sang bán và thu mua mua thêm trứng để nâng gói. Chúng tôi sẽ lưu trong ngày tháng số lượng mua và khách hàng ở tỉnh nào đấy thôi. Và khách hàng gọi điện thoại nó hiện lên, chúng tôi sẽ biết nắm được, quản lý được khách hàng. Tất cả các khách hàng đầu tư bao tiêu nuôi giống, nuôi dế, thịt, tắc kè, bọ cạp cho Trang Trại Thanh Xuân thì đều được bao tiêu sản phẩm với hợp đồng thu mua uy tín lâu dài. Khi đến ngày bán, gọi điện cho Trang Trại Thanh Xuân để báo số lượng cân bán về cho Trang Trại Xuân, hoặc báo số lượng đầu con, ví dụ như con tắc kè hoặc bọ cạp là có bao số lượng bao nhiêu, tắc kè là số lượng con đầu con và nó khoảng gam lạng áng chừng là cái tầm ví dụ như là khoảng tầm 60g là xuất bán được rồi. Lúc đấy là tắc kè khoảng 4 tháng thì là chúng tôi bao tiêu giá thành 80.000 một con như niêm yết ở trên website. Còn giá dế có niêm yết ở trên website không thay đổi, nên là bà con cứ yên tâm để đầu tư chăn nuôi và bán lại sản phẩm Tranh Trại Thanh Xuân, không lo ế đầu ra, không lo dư thừa sản phẩm, cứ theo hợp đồng để cam kết để làm, nhưng bà con rất là vững niềm tin. Các anh em là đúng yên tâm và bà con giới thiệu cho Trang Trại Thanh Xuân rất nhiều các vị khách mới để bán sản phẩm. Ví dụ như là hai bạn này là mua gói 3 triệu và bây giờ mua thêm gói 7 triệu bán sản phẩm cho chúng tôi sẽ trừ luôn cái tiền mà bà con bán thương phẩm đấy, và cộng vào cái gói bán này thì bà con chỉ việc trừ cái tiền bán sản phẩm, và nếu mà còn thiếu tiền thì sẽ bù thêm, còn nếu thừa rồi thì chúng tôi sẽ lại trả lại tiền như bình thường, không bắt ép bà con phải đầu tư hay như thế nào, mà cái quan trọng là sản phẩm bà con được bán lâu dài. Nhưng giống bà con chỉ mua có một lần rồi tự nhân ra, nếu bà con nâng gói bán thì với mua thêm giống, còn nếu bà con mua số lượng ít để về nuôi sau 6 tháng bà con nên đầu tư thêm một chút để bổ sung vào cho nó tránh thoái hóa giống đấy. Còn các bà con mà đã nâng gói hoặc nuôi nhiều rồi thì không cần phải bổ sung để tránh thoái hóa giống nữa. Mà Trang Trại Anh Xuân làm cái giống đấy rất là chuẩn, được lai tạo trên tất cả các trại toàn quốc. Mà khi chúng tôi thu mua về, những cái mẻ dế khỏe cứ 2-3 ngày chúng tôi lại cấp vào liên tục để chống thoái hóa giống cho bà con. Vì vậy mua dế ở Trang Trại Anh Xuân sẽ yên tâm về cái việc mà cận huyết của dế tắc kè, bọ cạp, bởi vì chúng tôi có một khu thu mua chuyên nghiệp và số lượng rất là nhiều cho bà con, nên bà con yên tâm đấy, về tất cả các cái khâu khi ký hợp đồng như nào chúng tôi thỏa thuận làm đúng hợp đồng như thế, cam kết để hai bên cùng phát triển bền vững. Website trangtraithanhxuan.com và các kênh YouTube Trang Trại Thanh Xuân, kênh 1, 2, 3, 4, 5 kênh, bà con vào đăng ký và theo dõi video của Trang Trại Thanh Xuân. Rất nhiều video hàng ngày chúng tôi tải lên, toàn là những video về kinh doanh, về xuất bán, về thu mua, rồi những video thực tế về quá trình có đầu ra cho bà con. Còn video kỹ thuật nuôi thì bà con truy cập vào website và vào mục kỹ thuật nuôi của từng loại một, ví dụ kỹ thuật nuôi dế, kỹ thuật nuôi tắc kè, kỹ thuật nuôi bọ cạp đấy, thì bà con sẽ tham khảo. Còn lại khi bà con mua giống đến trại thì chúng tôi sẽ hướng dẫn những kỹ thuật mới nhất, chuẩn nhất,
không lan man, không áp dụng những kỹ thuật cũ ở trên mạng vào để ảnh hưởng đến việc chăn nuôi. Cảm ơn bà con đã theo dõi video của trang trại Anh Xuân.